Sầu quá ha. Sầu rồi. Lá hồng luôn. Ủa ngày nào mình cũng hái vậy chứ ha. Cái này phải có nước rửa đây luôn. Vậy là đi giao luôn ha chú. Kìa đèn cắt lá lục bình đó. Để bao trái cây hay gì vô mận hay gì? Vô mận. Dạ. Ủa là cái này là mình cắt mình bán hay là mình tự mình làm? Bán nha. Cắt bán cho người ta hả? Được nhiêu ký vậy? Lá gì? 3-4 ngàn ký lá ha. Cắt lá không này chắc ha. Sao gì không có chiếc xuồng hay sao mà lội xuống dưới mà? Dạ. 3-4 ngàn ký ha. Sâu lắm hả? Thấy lắp không hết rồi mà sâu quá không? Đây lục bình quá trời nhiều nữa. Ủa một ngày vậy cắt được bao nhiêu ký lá vậy? 100 ký luôn hả? Cắt buổi chiều này không hả? Không, buổi sáng rồi nữa hả? Có mình chú cắt hả? Dễ quá cắt hả? Nước nhiều quá hả? Này phải có chiếc xuồng bơi cắt lá được hả? Xuồng đâu có vô mấy cái này được. Ủa vậy hả? 3-4 ngàn ký, 100 ký cũng lâu lắm hả? Cắt cũng nhiều lắm hả? Tại vì lá này nó nhẹ nhẹ, nó đâu có ký nhiều đúng không? Cắt cái lá không ha? Dạ từ sáng tới chiều ngồi được 150 hả? Hai chồng được 300. Khỏi mà mướn ha, cũng được. Mình có mối mình giao cho người ta đóng trái cây luôn hay sao vậy? Ủa có cái cây để cái ống đi xuống hay gì vậy? Trời ơi, lội từ đây mà xuống dưới về xuống dưới cắt ba cái lá bán đó. Giờ mình đem đi lại xem cái hai tụm của lá mà nãy giờ gì đã cắt được. Nãy mình cũng tưởng là ở đây làm gì đây là mớ lá nè. Cắt đã cắt gọn mà xếp lại như thế này hết trơn rồi nè. Đây là lá, số lá lục bình để gói trái cây á. Bên đây thêm một tụm nữa nè. Ở đây hai vợ chồng đem theo chiếc xe với cái manh bao ngồi xếp lại, xếp ngay ngắn như thế này luôn á. Để cái ống mũ đi vậy cho đừng đỡ lún hả chú? Đó, chú lấy cái ống nước đó, làm hai đầu nối để đi trên đó. Tại vì phía sau mình ở đây là sâu lắm. Thấy vậy nhưng mà chứ sâu lắm. Chú để chú đứng trên cái ống vậy đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đứng và di chuyển lần lần đứng trên cái ống và chuyện lôi cái tụng vô trong. Vừa dạ. Đây là gì gì trên đang quăng cái này xuống là để lôi đó lên hay gì? Này mình tự chế bằng cái gì vậy? Cái guộc xe hay gì? Guộc xe cái dạ. Đó, quăng xuống. Ok. Đó, nó bộ cạn rồi. Dạ sâu quá ha. Sâu ghê. Lạnh quá, giờ chiều thấy gió cũng lạnh đó. Vì nhà gần đây không? Mỹ Tây hả? Lôi lên. Rồi dưới cái cây rồi. Hai con gì nó lủi ra hai bên mà quay trời. Cuộc sống bây giờ chú cột hai cái quai mới dỡ lên nổi hả gì? Dỡ lên nặng không ta? Như đây chắc nhẹ hiểu gì hết. Lá không mà có nhiêu tiền đâu. Có nước ha, có nước thấm vô nó mới nặng. Nổi không gì? Đó. Yes. Đu cây ra dày, đu dây lên ra dày. Kéo vô trong. Này. Đứt đây. Đó. Leo lên. Gió quá cái mặt không biến vàng luôn, cái mặt không biến vàng luôn. Wow. Hai lục bình bán cực quá ha.
cắt lá. Sao không lấy lên cho chắc chú? Sao không lấy lên cho chắc? À. Mỗi ngày nào cũng cắt đi ha. Mai mà lấy. Dạ. Hai chồng làm. Bây giờ Việt Nam xuất hận biết không? Cái gì hả, là dầu gió mặc định như vậy là hết rồi. Người ta kêu đi đừng đi chỗ chỗ đông người chơi rồi. Dạ. Ở đây chỗ chỗ này cũng ít người. Không dầu gió rồi đâu. Bây giờ bệnh có nhà nước. Ủa luôn. Ngày nào mình cũng hái vậy chứ ha chú. Sáng sớm với chiều tối vậy hả? Lúc bình làm cái gì chú? Lót mận có trái cây được, trái này trái kia, măng cầu đồ đúng được. Đóng xuất khẩu thôi. Dạ. Cuối cùng đã lên đến bên ơi rồi. Đây là khỏe rồi, giờ lựa lên nó hả gì? Ngồi sắt vậy hả? Đổ rồi không? Đổ rồi chứ. Đỡ gây dơ rồi sao? Chắc vậy cho nó sạch luôn hả? Tâm bụng thấp nước màu rồi. Sắp lại từ miếng từng miếng. Sắp này cũng lâu á, cắt cũng lâu mà sắp cũng lâu. Rửa đi bộ. Rửa nó hay gì? Rửa cho nó sạch ra, nó không có bụi nữa. À. Cái này phải có nước rửa đây luôn ngon ha. Nước này dơ. Dạ. Rửa lại rồi mình để khô mình mới cân ký cho người ta hay sao? Lên cân luôn chứ tối rồi đâu có. Dạ. Cắt xong rồi chắc qua đây. Hai chồng làm. Bây giờ Việt Nam xuất hận biết không? Cái gì hả, là dầu gió mặc định như vậy là hết rồi. Người ta kêu đi đừng đi chỗ chỗ đông người chơi rồi. Dạ. Ở đây chỗ chỗ này cũng ít người. Không dầu gió rồi đâu. Bây giờ bệnh có nhà nước. Ủa luôn. Ngày nào mình cũng hái vậy chứ ha chú. Ừ. Sáng sớm với chiều tối vậy. Lúc bình này làm gì chú? Lót mận có trái cây được, trái này trái kia, măng cầu đồ đúng được. Đóng xuất khẩu thôi. Dạ. Yeah. Trở về hả gì? Giờ về rửa. Dạ. Dạ thôi thôi ăn đi, để ăn đi thôi con anh. Thôi thôi ăn đi. Dạ thôi. Để về ăn đi. Giờ về là đi giao luôn ha chú. Dạ.